Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Hải Tặc Đại Chiến nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và chúng ta sẽ có một cái quà đền bù quá là lớn, quá là nhiều luôn. 100M Belly, 100M đá XP. Quà đền bù lớn từ trước cái này đấy anh em ạ. Mảnh tướng SN ngẫu nhiên là 1200 mảnh và SN ngẫu nhiên là 2150 mảnh, 200 kiếm Zoro, một bộ set sói xanh, một bộ quần áo thương lái, 20 thùng bia, 50 cốc bia, 100 xu vòng quay, mảnh và vật đỏ, tướng 10 sao. Ui ôi phê thật sự luôn anh em ạ. Tôi chưa được cái quà nó ngon đến như thế này thật sự luôn. Wow, nó khủng khiếp ấy. Nó nhiều kinh hoàng luôn anh em ạ. Khủng hơn cả cốt rất nhiều luôn. Ui, phê. Thật sự là phê anh em ạ, thật sự là cực kỳ phê luôn. Wow anh em ơi, cái này thay cho cốt luôn anh em ơi. Cốt này quá khủng khiếp. Sao làm sanji nhỉ? Vãi nồi luôn ạ. Sanji nhiều dã man luôn, tặng quá nhiều luôn. Đi mở tướng anh em ơi. Sướng vãi nồi rồi. Mở nào. Ok. Ready, tuyệt vời. Kizaru thì không thích à? Rally thế nào? Zoro vãi cả nồi. Và vật đỏ nào bạn ơi. Oh my god, trời ơi, tôi không cần này. Đen thế nhỉ? Sanji, trời ơi, nó ám tôi. Thằng Sanji nó ám tôi anh em ạ. Anyhow không, má ơi. Đen. Color Gutter, cái lồng bàn gì thế này? Cuộc đời. Oh my god. Đèn tối rồi. Đèn như cháy ạ. Đèn như cháy luôn. Thật sự là đèn như cháy luôn. Cái thằng mình cần vào thì nó lại không cho vào, mà cái thằng nó không cần thì nó lại ra quá nhiều luôn anh em ạ. Cay à. Rồi, tức mình đi chữa mộ hết tướng nhanh nhẹ để kiếm Nico Robin nha. Rally có thêm một ông nữa. Ui Soge King giật mình. Số cái kinh cùi ấy, anh em ơi. Bây giờ thì tôi cứ chiêu mộ từng tướng một nha. Thì tỷ lệ ra được tướng xịn là sẽ ngon hơn. Thật ra thì cũng thế à. Ma ơi, Hemepo. Đen rồi. Hôm nay mình không biết là mình ăn vào cái gì nó đen thế nhở. Thôi kệ thôi anh em. Phải chấp nhận thôi, tôi không biết làm nào. Có lúc đen lúc đỏ. Ui đen thật. Đen thật sự luôn. Đen. Một cái dã man luôn. Ok ok. Ok ok boy. Sự kiện này có bao nhiêu ngày nhỉ? Có mấy ngày ta? Sự không làm nhiệm vụ xong là ăn đòn nhá. Không làm xong mấy nhiệm vụ này là ăn trưởng nhá anh em. Đổi còn tận 3 ngày để đổi cơ mà anh em. Bình tĩnh. Trời ơi. Không có gì phải vội cả nhá. Và quà này ngon dã man luôn anh em ạ. Phải nói như vậy đấy. Quà ngon thật tuyệt, thật sự. Mình nghĩ nên bỏ cái đồ này ra, của áo Kizi ra. Đây. Gây thêm 95 và truyền thiên đấu sĩ và 2 và 50% sát thương kỹ năng kích hoạt với hệ thông minh. Ok. Có nên thay cho đưa cho bố già tự cầm không nhỉ? Thay đi. Thay tạm vào một cái gì đó mạnh tí. Ok, để tạo cái này. Yeah. Rồi, để bố già cầm cái kia thì nó sẽ hợp lý hơn anh em ạ. Thay à. Đấy, sát thương kỹ năng sẽ được tăng cường lên khá nhiều à. Ok, xong rồi cho Aokiji cầm lại cái kia nhá. Thật đẹp. Ok, nó tự động trang bị nhanh thôi. Trang bị khẩu súng á. Lên nó sẽ lên một tí xíu á, những cái kia tăng công anh em ạ. Bố già thì ông sẽ là tăng thêm cái này. 40% sát thương kỹ năng anh em ạ. Không biết có ổn không nhỉ? Không biết liệu là cái đồ này nó có ổn cho bố già không ta? Chiến trường chắc là tôi bị đấm khá nhiều anh em. Xem nào, chắc là thua khá nhiều đấy. Ui, bị đấm nhiều tê nhờ. Vãi nồi à, thanh niên này đấm mình kinh ấy. Ôi, 7 triệu đấm mình kinh ấy. Nhưng mình không quá quan tâm lắm anh em ạ. Đấm thì cứ đấm thôi. Mình không quan tâm lắm đâu. Vì mới đã được 2 trận đấy. 7 triệu đấu với mình. Chắc là thanh niên này cay mình lắm hay sao vậy? Thì kệ thôi. Chúng ta thoải mái đi anh em. 1, 2, 3, 4 con E5. Vãi nồi.
15 sao và một con E2. Ok. Ok, I'm fine. Tôi chưa quá khỏe đâu nên cứ bình tĩnh nha bạn. Không có nhiều nhiệm vụ lắm nè. Bây giờ tôi sẽ làm gì đây? Chắc phải mua thêm xu à. Chứ xu hiện tại bây giờ cũng chẳng đủ để tôi làm bất kỳ một cái nhiệm vụ gì cả anh em ạ. Đúng không? À, tôi xem có nhiệm vụ xem có nhiệm vụ gì ngon không. Tôi nhận luôn. Ui, mấy nhiệm vụ là cứ bé bé yếu yếu à. Mình sẽ làm mấy cái nhiệm vụ khác đi anh em nhá. Leo độ thần để kiếm cái. Hiện tại bây giờ cũng chưa leo được đâu anh em ơi. Hiện tại tôi đang mắc ở cái chỗ tầng này vẫn chưa leo lên được ấy. Đảo bánh à, mua hết nhá. 1 2 3. Chắc ông này chắc thôi nhỉ. Bố già mà không cho vào thì đúng là buồn cười. Sabo và con nào đây? Con này nhá. Cho ít nhất 5 tướng à? Ít nhất là 5 tướng à? Usopp yếu lắm anh em ạ. Như thế này đi. Hiện tại thì tôi vẫn phải bỏ qua trận đấu được mà. Thắng thì vẫn thắng thôi. Bọn này nó Sabo đánh boss sướng lắm anh em. Cũng không phải quá sướng đâu anh em. Cũng bình thường à. Thắng thì vẫn thắng được nhá. Mỗi tội là sẽ bị mất thêm máu thôi nhá. Sabo E4 đúng không? Sabo E4 cũng không phải nói là quá yếu. Sabo E4 không phải yếu lắm đâu. Có thể là sẽ đi được khá nhiều ải đấy anh em ạ. Theo tôi đoán là sẽ đi được nhiều ải đấy. Hay nên là ngày xưa mình khó đánh lắm, bây giờ mình đánh vẫn thoải mái rồi anh em. Sabo cân được anh em ơi. Có bảo vật ấy à, khỏe đấy. Tiệm mắt to à? Có gì không? Không mua cái này. Ây à, khỏe phết ta. Nhờ. Mình vẫn chưa mắc cái này nhỉ. Mình vẫn chưa mắc cái này. Mình mới có mình Sabo đối đầu với Sabo ạ. Ăn vẫn bình thường. Vẫn bình thường như cân đường vậy nhá. Trừ khi mình hết mình cái này lúc này này thôi nha anh em. Tiệm răng sún à. Tiệm hạt đậu. Đây, mua thêm cái này đi anh em. Chưa nhiều lắm đâu, tí nữa mình mới nhiều. Đấy, cái su quay này thì nên mua hết luôn này nha. Chứ còn có gì mua đấy anh em ạ. Đấy, su này. Có su là thịt thôi. Có su là thịt thôi anh em. Không để dành gì mấy tiết nữa cả, đánh sau nha anh em. Đánh sau này đi. Đảo trời như là tôi cần phải luyện cho thằng Sabo cái nhỉ. Sabo đây. Sabo tôi cần, bây giờ cần thêm 2 Sabo nữa để lên E5 cho nó khỏe một tí anh em nhờ. Chính xác là bây giờ phải Sabo lên E5 anh em à. Thì giờ cày Sabo thôi chứ còn gì nữa. Bây giờ bố già rất đang bị dừng lại rồi, cũng chưa thể cày thêm được nên Sabo có lẽ là một cái hợp lý nhất. Chiến trường và xuất nộ 15 lần liên đấu à. Oh, ok. Liên đấu à, hơi liên đấu mở chưa nhở? Liên đấu mở sau một ngày nữa anh em ạ. À, đấm một vài người cái nhỉ. 5 triệu 7 thôi mà cũng không nói là quá tệ. Có 1 triệu 4. Có 1 triệu 4 thì xin mạng thôi. Thịt đuộc cái nhở. Silver Rally cứ để đấy đi á. Tại vì là bây giờ mình đang cần dồn khá nhiều điểm ở đây để cho lên này đi. 5 triệu à? 4 triệu 9 à? Chả biết ăn được không? Thử xem. Chúng ta thử xem. Loser. Thua luôn anh em ạ. 4 triệu 9 khỏe lắm. 4 triệu 7 nè. FA muôn năm. Tấn công thử xem nào. Ui, E5. Có mắt diều hâu ạ. Họ búp thủ lên anh em. Khá là thốn à. À, họ cho này lên để họ tăng cơ. Đấy rồi. Nhưng mà không có Rally cái là thành ra yếu á. Mình cảm giác vẫn hơi yếu nếu không có Rally á. Usopp à. Usopp chết bị độc. À thằng ấy bị chết bị độc anh em ạ. Không có Rally cảm giác là yếu lắm nhá. Cảm giác team nó cứ yếu yếu kiểu gì ấy.
Ok, đấu với một người là đơn giản nhẹ nhàng thôi anh em, cứ đánh nhiều càng nhiều càng tốt, phải đánh liên đấu cơ thì mới có mảnh của Sabo nhá anh em. Tôi thiếu 2 Sabo nữa, vậy đạn thua là phải thôi. 4.3 triệu, tôi thiếu 2 Sabo và cần tiết kiệm thêm tướng 10 sao nhá anh em. Ui, 4.3 triệu vẫn thua này, thế mới dị. 3.4 triệu, 3.4 triệu chắc không thua đâu nhỉ. Đoán tầm 3.4 triệu là không thể thua nổi. Dưới 4 triệu là kiểu gì cũng thắng. Thế thôi anh em. Rồi, mình cứ tạm thời đứng đây đã. Mình cũng không cần phải quá là ý lắm đâu. Cứ bình tĩnh thôi. Đảo bánh tính sau đi. Bây giờ ấy, tôi đang có 3 Sabo rồi. Tôi sẽ cần lấy 2 Sabo nữa. 2 Sabo 8 tướng này thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thoải mái. Tướng 10 sao thì ta sẽ có 2 tướng rồi. Tôi sẽ có 3 tướng 10 sao. Tôi cần phải thêm một tướng 10 sao nữa. Kiếm ở đâu ra thì kiếm nha. Bố già này còn lâu. Nhìn chung tận gần 5 tướng 10 sao. Xong rồi bắt đầu tính toán những cái thứ khác sau nhé. Rồi, xúc sắc hàng ngày. Nhận cái nha. Còn tận 2 ngày cơ anh em. Cứ thoải mái đi. Cứ thoải mái đi anh em. Mình bỏ qua cái hiệu ứng rồi. Nên nó rất là nhanh nhá. Vèo vèo cái là xong rồi. Rồi, và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhá. Bye bye.